xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống thưa quý vị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã kết thúc được gần một tháng với nhiều cung bậc cảm xúc đối với các sĩ tử và tiếc nuối có lẽ là cảm giác không tránh khỏi đối với nhiều học sinh tuy nhiên vụ việc một học sinh giỏi ngủ quên trong giờ thi và bị điểm không môn tiếng anh có lẽ là kết quả gây tiếc nuối nhất không chỉ cho người trong cuộc mà cả dư luận Vụ việc đã trở thành đề tài bàn luận nóng với nhiều ý kiến trái chiều. Về mặt pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư Hà Nội, trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho hay, nếu thí sinh ngủ mà giám thị coi thi không thông báo cho thí sinh biết trước khi thời gian kết thúc 15 phút, giám thị này đã vi phạm quy chế thi. Vụ học sinh giỏi bị không điểm vì ngủ quên, làm rõ trách nhiệm của giám thị theo đó, luật sư Đặng Văn Cường đoàn luật sư Hà Nội cho biết theo quy định của quy chế thi, giám thị phòng thi có nhiều nhiệm vụ, trong đó khi thí sinh bắt đầu làm bài, cán bộ coi thi thứ nhất cần đối chiếu ảnh trong thẻ dự thi và danh sách ảnh của thí sinh với thí sinh để nhận diện thí sinh, ghi rõ họ tên, ký vào các tờ giấy thi, giấy nháp của thí sinh. Cán bộ coi thi thứ hai bao quát chung, trong giờ làm bài, một cán bộ coi thi bao quát từ đầu phòng đến cuối phòng, cán bộ coi thi còn lại bao quát từ cuối phòng đến đầu phòng cho đến hết giờ thi. Cán bộ coi thi không được đứng gần thí sinh, giúp đỡ thí sinh làm bài thi dưới bất kỳ hình thức nào, chỉ được trả lời công khai tại phòng thi các câu hỏi của thí sinh trong phạm vi quy định. Đặc biệt, quy chế thi cũng quy định, trước khi hết giờ làm bài 15 phút đối với bài thi độc lập và đối với mỗi môn thi, thành phần trong bài thi tổ hợp, cán bộ coi thi thông báo thời gian còn lại cho thí sinh biết. Ở vụ việc học sinh giỏi bị điểm không môn tiếng Anh vì ngủ quên trong phòng thi, luật sư Cường cho hay thông tin ban đầu cho thấy lúc đầu thí sinh thực hiện theo đúng quy định, đủ điều kiện làm bài và đã đọc đề, làm ra bản nháp, sau đó gục xuống ngủ và ngủ quên cho đến khi nộp bài. Đối chiếu với quy định của quy chế thi, các giám thị phòng thi này phải biết được tình hình, với những thí sinh ngủ gục cũng cần kiểm tra theo dõi xem đó là thí sinh buồn ngủ hay do các em bị ốm. Nếu thí sinh bị ốm đột quỵ, ngất xỉu thì phải gọi y tế để cấp cứu kịp thời. Trường hợp thí sinh ngủ thì theo quy chế, giám thị coi thi phải nhắc để các em biết khoảng 15 phút trước khi thu bài hết giờ. Trường hợp thí sinh ngủ mà giám thị coi thi không thông báo cho thí sinh biết trước về thời gian hết giờ trước 15 phút, nghĩa là giám thị này đã vi phạm quy chế thi, khiến thí sinh không có thời gian làm bài, soát bài nên bị không điểm. Luật sư Cường cho biết với những kỳ thi, thời gian một phút thậm chí vài giây thôi cũng quý, cũng quan trọng đối với các thí sinh. Với môn thi ngoại ngữ, thí sinh có khả năng làm được bài, đã đọc hết đề thi thì chỉ cần 10 phút là có thể làm bài, khoanh đánh dấu tương đối bài thi và hoàn toàn có thể đạt điểm trung bình trở lên. Việc thí sinh đọc đề suy nghĩ, viết ra nháp mới mất nhiều thời gian, còn để làm bài, điền từ bản nháp vào bài thi chỉ mất chừng khoảng 10 phút là xong. Một khi thí sinh đã đọc hết đề thi, có khả năng làm bài đã viết ra nháp rồi thì chỉ cần khoảng 10 phút các em có thể hoàn thiện bài thi. Đây là khoảng thời gian rất quan trọng mang tính quyết định, nên quy chế thi đã quy định giám thị coi thi phải nhắc thí sinh trước 15 phút tính đến thời điểm hết giờ. Cũng theo luật sư Cường, trường hợp giám thị nhắc giờ cho các thí sinh trước 15 phút tính đến thời điểm hết giờ làm bài, thí sinh có khả năng không bị điểm liệt, thậm chí có thể vận độ cao. Bởi vậy trong tình huống này, cơ quan chức năng cần làm rõ giám thị coi thi có nhắc nhở thí sinh trước 15 phút trước khi thu bài hay không. Trường hợp giám thị co thi đã nhắc nhở thời gian trước 15 phút, học sinh này tỉnh dậy đã biết nhưng vẫn tiếp tục ngủ không làm bài, thì có thể giám thị không có lỗi. Tuy nhiên, nếu giám thị không nhắc nhở trước 15 phút khi thu bài thi, đó là vi phạm quy chế và là một hành vi rất vô cảm, ảnh hưởng đến kết quả thi của thí sinh và có thể xem xét xử lý kỷ luật theo quy định. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy, Giám thị đã vi phạm quy chế coi thi, tùy vào tính chất mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà giám thị coi thi sẽ bị đình chỉ công tác coi thi, bị xem xét xử lý kỷ luật, bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Giữa những tranh cãi về mặt tình và lý trong dư luận đều nghiêng về phía em. Học sinh ngủ quên, học sinh này cũng đã lên tiếng thừa nhận ngủ quên vì quá mệt sau khi thức khuya ôn bài. Bên cạnh đó, ông Tạ Thành Vũ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết, dù đau lòng nhưng cũng cần chia sẻ với những áp lực của giám thị. Học sinh giỏi bị điểm không tiếng Anh, em mệt quá nên gục xuống bàn ngủ quên. Ông Tạ Thành Vũ thông tin cho biết, ngoài báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, sở cũng có báo cáo vụ việc thí sinh bị điểm không môn tiếng Anh vì ngủ quên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại Cà Mau đến Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông Vũ cho hay, trong phòng thi, theo quy chế, giám thị 1 ngồi trên nhìn xuống, giám thị 2 ở dưới nhìn lên bao quát phòng thi. Khi còn 15 phút và 5 phút cuối, giám thị nhắc nhở thí sinh ra soát lại các thông tin trong bài cho đầy đủ. Em nào làm nháp thì bổ sung vào bài chính thức rồi nộp bài. Giám thị nhiệm vụ bao quát hết, chứ không thể đi từng thí sinh nhắc nhở được và quy chế thi lại không cho giám thị đứng gần thí sinh. Theo ông Vũ, thí sinh HNT thời gian đầu rất tập trung làm bài vào giấy nháp, nhưng sau đó không làm vào bài chính thức mà úp mặt xuống bàn nên giám thị cứ ngỡ em này đã làm xong bài rồi. Bởi những kỳ thi qua, nhiều em thí sinh trong cả nước cũng thường có hành động như vậy. Khi giám thị kêu em lên nộp bài thì phát hiện không có câu nào trong bài chính thức. Em này có xin thêm thời gian làm bài nhưng giám thị không thể cho vì đã hết giờ. Nếu giám thị cho phép thì bị giám sát thanh tra lập biên bản vi phạm quy chế. Ông Vũ bài tỏ, về mặt tình cảm vụ việc em T bị không điểm xảy ra đau lòng lắm, nhưng quy chế thi thì cũng cần chia sẻ với giám thị coi thi vì cũng rất áp lực. Chia sẻ với báo chí, thí sinh HTN cho biết khi nhận đề thi em có làm nháp với khoảng 40 câu, khi làm được khoảng 15-20 phút thì em mệt quá nên gục xuống bàn, do gần ngày thi em thức khuya ôn bài nên có vẻ mệt mỏi. Khi giám thị kêu nộp bài thì em mới hay mình chưa làm vào phiếu trách nhiệm chính thức. Em có xin giám thị thêm 1-2 phút để làm nhưng giám thị không cho vì đã hết thời gian làm bài theo quy chế. Trước đó, vào buổi thi môn tiếng Anh ngày 8 tháng 7, thí sinh HNT, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển, thành phố Cà Mau nhận đề thi rồi làm bài giấy nháp trong khoảng 15 phút, sau đó gục xuống bàn ngủ quên. Đến khi hết giờ, giám thị thu bài thi, thí sinh T chưa viết vào đáp án. Do nộp giấy trắng nên thí sinh này bị điểm 0. Tổng điểm các môn thi tốt nghiệp của MT là 50,22 điểm. Được biết MT là học sinh giỏi và nằm trong đội tuyển môn vật lý của trường. Vụ việc MT ngủ quên dẫn về kết quả điểm 0 môn tiếng Anh đã khiến cánh cửa đại học tạm khép lại với em. Giấc ngủ trong phòng thi đã khiến kế hoạch tương lai của em trở nên giang dở một cách đáng tiếc. Mặc dù tiếc nuối cho kết quả em học sinh trong trường hợp này nhưng cũng không thể phủ nhận em T cũng cần tự chịu trách nhiệm cho việc ngủ trong phòng thi. Bên cạnh việc chuẩn bị kiến thức để làm bài thì kỹ năng học tập và lập cho mình một thời khóa biểu hợp lý, một sức khỏe tốt và tinh thần tỉnh táo bước vào kỳ thi cũng vô cùng quan trọng. Đây sẽ là bài học không bao giờ quên của bản thân em T cũng như lời cảnh tỉnh cho tất cả các sĩ tử của những mùa thi sau những thông tin tiếp theo về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại